Cái này là nó giúp mà da cho nó khỏi bị stress, nó khỏi bị đau cơ. Khi nó tập đau cơ trong thì giúp giúp cho nó hết đau đó. Xong nè, cái tay có thể vậy. Bây giờ nè, đẩy ra ngay chỗ khớp lưng để thiệt sang nhón chân lại gớm qua cả đó là cái maximum rồi, lên tới ngực cũng đẩy xa cái tập cái mình tập được xa cái gượng qua cả. Vẫn nhón chân nha, lên đẩy cao cái gượng qua cái rồi rớt xuống đó, nó gượng ba lần mà ở ngoài không thấy hết vậy thôi. Nó vậy đó, mà cái kia là cái lúc nó mà đẩy xa nhất, là lúc mà tập cái bài kia mình tập xa nhất là 3 phân, thì lấy 3 phân đẩy một cái, cái này 3 phân là cao nhất, đẩy 3 phân một cái, đẩy 3 phân một cái, 3 cái điểm qua thì ráng nó qua chậm chậm rồi thở cái qua đây qua đường cái thở đó là nó căng dữ lắm. Mà ở ngoài thấy nó làm như nó chơi vậy không có đâu, nó đẩy từ từ đó. Rồi cúi xuống để đứng nè ha, đứng lên vuốt lo bây giờ để ngay cái tầm rồi đẩy xa ra từ từ đó à, mất đà bán đừng không cho chuyển rồi hưởng qua rồi một lên tiếp được vẫn nhón chân rồi đẩy xa ra cứ rồi đừng cho nó xuống rồi qua được lên cao vẫn nhón chân đẩy cao đừng cho nó rồi nó xuống gần chết 3 lần đó là thức thức sau. Ngỡ ngoài thì thấy một nhẹ chứ bên trong thằng đó nó gượng khủng khiếp lắm, cái thằng đang tập trời ơi, nó vượt qua cái nó mừng không thôi, nó té mà cái là rớt bài khi đi biểu diễn á. Thằng nào mà cái xa nhất mà gì uống tròn vòng mà cái gót cái chân nó đứng lên nhà là thằng nó dữ lắm, cái gót chân mà nó càng xa cao thằng đó càng khỏe. Nó dày mà cái chân nó đứng lên mà nó vượt mà nó không có té là thứ dữ à. Ngó luôn ha. Đứng trên ngó mà nó chồm ra được thì mình thích dữ như nữa. Coi cái đó là biết thằng này thích xấu nó giỏi. Coi cái độ nhón chân của thằng đó biết nó giỏi hay dở. Gọi là thích thứ 6.